Rồi xin chào tất cả các con Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm một bài tập nâng cao Trong chương trình ôn tập học kỳ 1 toán lớp 6 Liên quan đến cái phần chia hết Và chia có dư Liên quan đến chia hết và chia có dư Của tập số tự nhiên nhá. Đề bài ở đây là cho N thuộc tự nhiên N thuộc tập các số tự nhiên Tính từ 0, 1, 2, 3 trở đi Được không nào? n thì nhắc lại vào đây là gồm 0, 1, 2, 3 vân vân. Và người ta bảo cho a là tích của n cộng 1, n cộng 2, n cộng 3, n cộng 4, n cộng 5 nhân vào với nhau rồi cộng với số 2 ở cuối. Chứng minh rằng a không là bình phương của bất kỳ số tự nhiên nào. Thì cái câu này này người ta viết nó hơi dài dòng. Mình mà mình cũng có thể hiểu rằng người ta muốn chứng minh rằng a không là số chính phương không là số chính phương. Để thầy nói với bọn con một cái khái niệm trong toán học đó là số chính phương là gì. Thì ta lại ghi thêm ở đây. Đây là kênh tự học nên chúng ta cứ nghe cho nó hiểu bài và thích ghi thì ghi mà ghi làm sao có đủ hết để hiểu bài là được. Còn chuyện trình bày lời giải vào bài thi thế nào thì ta sẽ ta sẽ chọn lọc sau nhá. Số chính phương. Số chính phương là cái số tự nhiên là số tự nhiên mà bằng bình phương của một số khác bằng bình phương của một số tự nhiên khác của một số tự nhiên khác ví dụ các số chính phương là các số chính phương các số chính phương là hai chấm số 0 số 1 số 4 số 9 số 16, số 25, số 36, số 49, vân 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 vân. Các số chính phương. Tại vì sao? Tại vì 0 bình phương thì nó ra 0. 1 thì nó chính là 1 bình phương. 4 thì nó chính là 2 bình phương. 9 thì nó bằng 3 bình phương. 16 thì nó bằng 4 bình phương. 25 thì nó bằng 5 bình phương. 36 thì nó bằng 6 bình phương và 49 thì bằng 7 bình phương, vân vân. 64, 81, 100, 121, 144 Vân vân, đấy là các số chính phương Thế thì thầy đang nhắc khái niệm thôi Còn để mà làm được cái bài này ấy Thì chúng ta lại phải biết một cái tính chất của số chính phương Đó là gì? Tính chất Tính chất Đó là gì? Một số chính phương khi chia cho 3 Thì chỉ dư 0 hoặc 1 Nhá. Số chính phương Số chính phương khi chia cho 3 khi chia cho 3 chỉ dư 0 hoặc dư 1 nó không bao giờ dư 2 nhá không chia cho 3 thì không dư 2 ta có thể ghi vào đây chia cho 3 thì không dư 2 không có dư 2 bao giờ cả đầu tiên là thầy lấy ví dụ cho bọn con hiểu còn giải thích thì lại từ từ đã nhá lấy ví dụ đây. Số 0. 0 thì chia cho 3 dư 0. Đúng không? Thế số 1, 1 chia cho 3 thì cũng được 0 nhưng mà dư 1. Thế rồi gì? Rồi số chính phương là số 4. 4 chia 3 thì cũng dư dư 1. Được 1 dư 1 mà. Rồi gì? Rồi 9. 9 thì lại chia hết cho 3. Tức là dư dư 0. Thế rồi 16. 16 chia 3 thì 15 chia 3 là hết đúng không? 16 chia 3 là dư 1. Rồi đến 25 25 chia 3 thì được 8 Và cũng dư dư 1 Thế rồi đến 36 36 thì nó lại chia cho 3 dư, dư 0 Rồi 49 49 chia cho 3 thì được 16 16 xong còn là 48 rồi đúng không 48 thì lại dư, dư 1 Đó Một số chính phương mà khi chia cho 3 Chỉ có dư 0 hoặc 1 Không bao giờ nó chia cho dư 2 cả Làm thế để làm gì Đấy. Làm thế để làm gì Thì đây Thầy sẽ vận dụng cái điều đó vào đây để làm còn con phải ghi đi nhá, ghi hết vào để thầy còn xóa. còn nếu mà không thì thì ta nghe thôi cũng được. vì học là tùy chúng ta mà. còn thầy thì hết bảng là thầy phải xóa thôi, lấy chỗ thầy viết. À, cái tính chất này có thể là thầy sẽ để thầy chứng minh riêng trong một video nhá chứ không gắn vào đây thì nó dài quá. À, làm riêng cho một vít để nếu bạn nào có hỏi thì thầy gửi cái link của cái vít đấy cho các bạn, sẽ hiểu cách chứng minh cái tính chất này. còn bây giờ ta cứ tạm công nhận đi. rồi, đây, bọn con cảm nhận đi, không có đúng không nhá? Yeah. rồi Bây giờ vào bài này Thì mình thấy nó cộng 2 ở cuối đây này à, thì Mà lại chứng minh là gì? Là không là số chính phương Vậy thì mình dự đoán là mình sẽ chứng minh nó vi phạm cái tính chất này Vi phạm tính chất này Thế thì muốn chứng minh mà chia 3 dư 2 Mà lại có cộng 2 sẵn ở đuôi rồi Thì ta sẽ chứng minh cái tích này này Là nó chia hết cho 3 Với mọi n thuộc tự nhiên Đúng không nào? Rồi vào bài à, Thì ta sẽ bắt đầu từ chỗ này Đấy. Vì n thuộc vào tập số tự nhiên. Nên n chia cho 3 có thể dư dư mấy? Một số tự nhiên bất kỳ. Dạ. Ừ, tí bố lau cho con nhé. Một số tự nhiên khi chia cho 3 thì có thể dư 0, 1, 2. Chia cho 3 thì nó chỉ có thể dư 0, dư 1, dư 2 thì 0 tức là chia hết. Còn ngoài ra thì làm gì có dư gì nữa. Nếu mà dư 3 thì nó chính là dư 0 rồi còn gì nữa. Mà không ai người ta nói là dư 3 với lại dư 4 cả. Dư 4 thì chính là dư 1. Vậy chia cho 3 chỉ có thể dư 0 1 2. Là có 3 trường hợp. Đúng không nào? Thế nếu như n mà chia cho 3 dư 0, trường hợp 1. Nếu n chia 3 dư 0 thì thì lúc đó cái n cộng 3 nó sẽ chia hết cho 3 Đúng không? Thế n cộng 3 là cái chỗ ở giữa đây này, này Trong một cái tích mà lại có một thừa số chia hết cho 3 Thì suy ra cái tích n cộng 1 Nhân với n cộng 2 Nhân với n cộng 3 Nhân với n cộng 4 Nhân với n cộng 5 Nó sẽ chia hết cho 3 Có một thừa số Chia hết cho 3 Thì cả cái tích sẽ chia hết cho 3 Đây toàn là số tự nhiên thôi mà mình không có bàn bạc gì cái trường hợp ngoại lệ hay là bắt bẻ gì nhau ở cái chỗ là số thập phân hay là hay là phân số cả nhá rồi xong. thế thì cái tích này chia cho ba thì sao thì ta lại suy ra cái này thì chép lại cho nó đẹp thôi chứ đáng nhẽ là mình cứ tắt đi một chút thì, thì trường hợp hai thì sẽ biết tắt đấy thì cái này mà cộng với hai cả cái tích này thì nó chia cho ba nhưng bây giờ cộng với hai thì khi chia cho ba sẽ dư 2. Thế đang chia cho 3 xong lại cộng thêm 2 thì nó trả dư 2 à. Thế mà chia cho 3 dư 2 thì từ đây suy ra a à, không là số chính phương. Không là số chính phương. Mình sẽ giải thích thêm một câu. Vì vì mở ngoặc, vì số chính phương vì số chính phương. Khi chia cho 3 chia cho 3 chỉ dư 0 hoặc 1. đóng không Đấy, có nghĩa là số chính phương khi chia cho 3 là nó không có dư 2 được. Mà bây giờ cái ông này nó ông ấy chia cho 3 dư 2. Vậy nó không là số chính phương. Xong nhá. Rồi tiếp tục. Bây giờ thầy nói trường hợp 2. Trường hợp 2. Nếu Rồi con vào trong nhà. Nếu n chia 3 dư 1 thì thì sao? Chia 3 dư 1 à? Thì n cộng 2 sẽ chia hết cho 3. Bởi vì nếu dư 1 xong lại cộng thêm 2 thì nó sẽ chia hết cho 3. Nhá. Đây, n cộng 2 là cái số này. Vậy thì ta lại suy ra tiếp vào đây. n cộng 1 nhân n cộng 2 nhân n cộng 3 nhân n cộng 4 nhân với n cộng 5 là chia hết cho 3. Tại vì nó có cái ông này chia hết cho 3. Thế từ đó suy ra là A à, a tức là lấy cả cái này này xong cộng thêm hai ấy để bài mà thì thì a sẽ chia 3 chia cho 3 dư dư 2 và từ khi a chia cho 3 dư 2 thì lại lập tức suy ra đây a không là số chính phương không là số chính phương Đấy, không là số chính phương thì cái đoạn kết luận này nó y như cái trường hợp một thôi chứ không có gì cả được không nào rồi bây giờ thầy làm trường hợp ba Chịu khó xóa đi viết lại cho nó đẹp Thế còn Tẩy tẩy xóa xóa viết thêm vào thì cũng được Nhưng mà đây tẩy viết lại nhá Trường hợp 3 Trường hợp 3 là gì Nếu N chia cho 3 Dư 2 Đây trường hợp 3 là chiếc trường hợp này Chia cho 3 dư 2 Thì Thì sao Chia 3 dư 2 à Dư 2 thì đây Cái ông này Đấy Thì N cộng 1 sẽ chia hết cho 3 Rồi ta lại suy ra cái tích là gì N cộng 1 Nhân N cộng 2 Nhân N cộng 3 Nhân N cộng 4 Nhân N cộng 5 Chia hết cho 3 Tại vì trong cái tích này nó có cái số này chia cho 3 Thế rồi Lấy cả cái tích này cộng thêm số 2 Thì ra cái A lớn Tức là suy ra A lớn Chia cho 3 Sẽ dư Dư 2 mà dư hai thì suy ra a lớn không là số chính phương không là số chính phương cứ chia cho 3 dư hai thì nó không thể là số chính phương được nhá thế thì mình đã xét đủ có ba trường hợp rồi vậy kết luận của cả bài vậy a không là số chính phương không là số chính phương vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn lại cái lời giải của bài này là chúng ta thấy chúng ta chỉ sử dụng ba cái thừa số là đầu thứ hai và thứ ba còn hai cái thằng này mình cũng chưa sử dụng để bài cho nó dài lòng bằng vậy thôi nhưng mà không dùng đến hai cái đấy đâu ừ ừ con đợi bố xíu nhá một xíu 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 thôi à, nếu mình có xóa hai cái thừa số cuối này đi mình chép một cái bài mới là a bằng n cộng một nhân n cộng hai nhân n +3 cộng ba cộng hai cũng được mình vẫn chứng minh được nó không là là số chính phương được không nào rồi còn chuyện chứng minh cái tính chất kia thì thầy sẽ làm cho chúng ta ở một cái video khác nhá. Không thầy gửi link cho mà xem.